Rồi, hello, xin chào anh chị em và các bạn đã đến với kênh YouTube của Thắng Biker ha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục cập nhật cho anh em một số cái mẫu xe mô tô đã có sử dụng mới về tại cửa hàng nhà Phong Mô Tô ha. Đấy. Thì đầu video báo giá thì mình cũng sẽ đọc lại cái địa chỉ cửa hàng ha, để anh em nào mà mới xem video của mình có thể là biết về thông tin về cửa hàng ha. Cửa hàng thì nằm ở địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương, và số điện thoại cửa hàng là 092 770 4 8 nhé. Cửa hàng có nhận giao lưu, trao đổi tất cả dòng xe, hỗ trợ trả góp và ship xe toàn quốc em nhé. Đấy, thì hôm nay thì có một số cái mẫu xe mới về, như là dòng phân khối nhỏ, phân khối lớn luôn, từ 150cc trở lên em nhé. Đấy. Rồi, còn anh em đang xem video mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông và chia sẻ cho mình sẽ tiếp tục review các mẫu xe khác cho anh em ha. Thì đồng hành với mình hôm nay thì bạn Trọng cũng sẽ đồng hành với mình ha, báo giá cho anh em ha. Đây bạn Trọng ha. Xin chào anh chị nhé. Rồi ok, thì hôm mình sẽ đi từ mấy con mới về trước nhé. Đầu tiên là con G15V3 2019. Dạ. 2019 đi con này biển 67. 67 nhá. Đi bao nhiêu người ta? Đó. Đi 24.000 cây rồi. Con này thì mới về thôi, có ba đút gầm này, chống đổ. Chống đổ ha. Nhan, máy móc thì zin nguyên bản. Máy móc zin, bô zin ha. Rồi. Con em bán là 38 triệu. 38 triệu ha. Rồi 38 triệu anh em nhé. Đó. Rồi, vào bên trong thì mình sẽ có một số cái mẫu xe mới về anh em nhé. Xe mới về thì hôm nay thì có dòng CB Vera về nữa. Rồi, ok, đi vô cái. Rồi. À, hôm nay về có Bentley 302 nữa ha. Đó, về thêm một em Bentley 302 này. Mới về đêm qua thôi. Bentley 302 biển số 76. Xe con này là 2017. 2017 à. Đó. Đi 30.000 cây rồi đó. 33.000. Rồi ok, con này bô zin luôn á. Bô zin mà nổ rất là zít, rất là hay. Có lên là súng đổ. Về con này thì cũng còn rất khá là cứng ha. Lên biển số đúc gầm thôi. Đúc gầm này, súng đổ này. Lên súng đổ. Dạ, đây con đây thắng hơi xinh. Bom okay. Nhẹ hơn đấy. Con này đang bán là 49 triệu 2017. 49 triệu ha. Đi 30.000 cây. 2017 em nhé. Đó, giá rất là mềm cho một em Bentley 302. Rồi, bên trong này thì có một em CB Vera ha. Venza. Lâu lắm mới xuất hiện con này ha. Dòng là CB Vera 150 luôn. Biển 66 của Đồng Tháp. Con này thì đăng ký năm bao nhiêu ta? Đăng ký 29.000 cây rồi. 29.000 ha. Này con này chắc đăng ký tầm 2018 à 2019. 2018 á. Đó ha. Tìm. Đó. Zin nguyên bản luôn. Zin nguyên bản luôn. Con này đang bán là 33 triệu thôi. 33 triệu anh em nhé. Đấy sẵn. 29. 29.000 cây rồi ha. Máy, máy cực kỳ bốc. Đó, ok. Đấy, ra bên ngoài thì có chiếc R15V3. Hôm nay có về R15V3. Nói chung là cái dòng R15V3 này thì về hàng ngày anh em nhé. Rất là nhiều. Trước này thì đăng ký năm 2020. Biển số thành phố Cần Thơ 65, đi có 2.000 cây thôi, 2.745 km. Em đang bán là 44 triệu. Hơn 2.000 cây. Con này thì zin từ đầu đuôi luôn. Rồi đúng rồi, lốp này 2.000 đấy. Sợ nó tua về không phải đâu, 2.000 đúng 2.000 cây luôn. Có zin theo xe. Đúng rồi, thành phố Cần Thơ. Em đang bán là 44 triệu. Rồi, 44 triệu ha. Đúng rồi. Đó, ok. Đấy, và trong này có một cặp mới về luôn. Đó, một cặp mới về luôn. Chiếc này thì con này là biển 60 của Đồng Nai. 60B3 94719. Đó, con này có xe lên sẵn được chống đổ thôi. Chống đổ ha. Này có bao tay. Đi có 4.000 cây, xe đời cao 2021, cuối 2021 luôn. Đây là bán là 45 triệu. Máy êm zoom. 45 triệu anh em nhé. 45 triệu. Cuối 2021 nhé. Đó, 2022. Đó, xe đẹp á ha. Xe đẹp kem. Còn chiếc bên này, bên chiếc này bên là trong thì có chiếc 2021. 2021 luôn. Sóc Trăng. Của ông em cạnh nhà. À. Đó, biển Sóc Trăng luôn. Chơi tráng ông bán à. Lên được cái bô bát đút gầm. Bát đút gầm. Mấy ốc xe dây dầu kiểu. Dây dầu đồ chơi ha. Con này đi 10.000 cây, biển 83 Sóc Trăng, em bán là 43 triệu. 3 triệu. Đúng không? Rất là rẻ. Rồi, ok. Đó.
lái xe mới về hiện năm hôm nay thì có bấy nhiêu thôi. Rồi ok. Mình ra ngoài mình cập nhật mấy con phân khối lớn này. Con XSR này là về hôm bữa à? XSR là về hôm bữa này. À rồi. Con này đăng ký năm 2022, hồ sơ đang rút sẵn rồi. Em bán là có 68 triệu thôi, đồ chơi 68 à. Chống đứng này, ba ga, tay rồi. Nắm nhá, bảo vệ, phục bảo vệ. Đấy, đi có 2.000 cây à? Mới đi 2.000 anh em nhé. 68 triệu. Rồi, 68 triệu ha. Đó, hôm nay thì cập nhật thêm cho anh em một số cái mẫu xe phân khối lớn ha. Phân khối lớn thì nói chung là mẫu xe phân khối lớn thì khá là nhiều ha. Đó. Đầu tiên sẽ cập nhật từ bên dưới này lên cho anh em ha. Đầu tiên có chiếc VTX 1300, xe đời là 2003. Đó. Nhưng mà thanh lý ra năm 2017, cho nên đăng ký lần đầu nó là 2017. Ok. Xe này là thanh lý hải quan, rút hồ sơ sang tên toàn quốc. Đó. Em báo rút hồ sơ cho anh chị về ra tên rồi. Ok. Quá kinh khủng nha. Cái bộ này bao rút hồ sơ kinh lắm. Mâm. Bao rút hồ sơ luôn là 200 mấy nha. Đang giảm xuống 220. À còn 220 hả? Đó, bị 83. Đó, chiếc này là thanh lý hải quan nhá, thanh mà sang tên toàn quốc anh em nhé. Rồi ok. Đấy, lên trên này thì có chiếc Harley Davidson HD48 1200cc. Xe này thì biển là thành phố Vinh. Có đẹp luôn này. Xe zin từ đầu đến luôn. Đó. Zin nguyên bản hết ạ. Có quá chất luôn. Thành phố Vinh em rút hồ sơ sẵn rồi, về cho anh chị ra tên về độ 1% thuế rồi. Đang rút hồ sơ rồi. Ha. Đúng không? Đó. Mở thử còn điện không? Harley. Ô zin Harley Davidson. Sai ga điện. Cực kỳ lạnh. Sài Gòn điện ha. Lạnh lắm. Con này Odo bao nhiêu nhỉ? 443 cây. 443 cây ha. Như xe mới. Nhưng mà đời xe như mới luôn. Đết là đến 2020 nhé. Ok. 443 cây. Chung là rất đẹp luôn ha. Đó. Xe này đang bán là 405 triệu. 405 triệu anh em. Đẹp khỏi bàn luôn. Còn bên này thì có đeo 300. Xe này đeo 300 từ đầu đuôi. Sau nó ở vùng nước mặn thôi, 78 Phú Yên nhưng mà chạy ở nước mặn á. Cho nên nó hơi nổ một vài chi tiết. Ok. Không đáng kể lắm, đi có 1.000 cây thôi. À 1.000 cây thôi à? 95 triệu. Đó, 95 triệu anh nhá, đi cái 1.000 cây thôi. Tại nước mặn cho nên bán rẻ. Ở vùng nước mặn thì mấy con ốc nó hay bị chốc sơn với chút xíu ha. Sau bên này thì có cái Beo 500. Beo 500 này. Đấy. Biển số thành phố Đà Lạt, sang tên về độ 1% thuế thôi. Đi 18.000 cây. Đó 18.000 ha. Đồ chơi cơ bản đủ 18.000 thôi. Cái này giảm nó còn 130 thôi. 130 triệu ha. Đúng không? Đó, nói chung là có đồ chơi ha. Có đồ chơi. Còn bên này thì có bên dòng này thì có Vulcan 650S. Vulcan 650. Con này đời 2017, chưa có báo số. Đời 28 trở lên là có báo số. À rồi. Okay. Con này là biển Sài Gòn luôn. Đăng ký 2017, em đang bán 150 thôi. À, 150 triệu nhá. Đó, dòng Vulcan của Kawasaki ha. Còn trên này thì có dòng Z3 này. Z3 này thì giá cũng này, mềm thôi. Chiếc này rẻ nhất rồi. Chiếc này đang bán có 65 triệu thôi. Và chiếc này là 65 ha. Biển số 84. 84. Chiếc này là tem chùm hay sao ta? Tem chùm anh. À tem chùm ha. Đây là cái bô. Đó, lên cái bô. Đó. Bán chỉ có 65 triệu. Chiếc này rẻ nhất hiện tại, nó là rẻ nhất. Đó, con này là giá rẻ nhất rồi, 65 triệu thôi. Nói chung là cái dòng Z3 này thì giá cũng giảm rất là mạnh rồi. Trong này thì có một cặp Z3 2016. Con này hồ sơ rút sẵn hết rồi. Về sẵn đăng ký ra tên thôi. Hai chiếc này đang bán đồng giá luôn là 68 triệu một chiếc. À 68 luôn ha. Đúng, chiếc này có lên đồ chơi rồi. Chiếc này có lên chống đổ thôi. Chống đổ với bô ha. Bô, con này là đó. Bô zin còn bô zin. Nó là đi bô zin ấy, em cho các okay. Khách bô rồi. Ok. Cặp này nó chỉ lên được chống đổ và bô zin thôi. Bô zin vẫn còn luôn nhá. Đó. Chiếc này thì bô zin, đuôi zin luôn. Đó. Rồi còn chiếc bên này Sài Gòn đăng ký năm 2018. Em đang bán là 74 triệu. 74 rất là rẻ. Ok, con này là 74 là giá cao nhất ha. Cao nhất, đẹp nhất, cao nhất. Đó. Đấy, sang con này có lên bô. Bô luôn. Rồi ok. Sang con màu xanh này thì chủ xe có lên được gác chân này. Đó. Chống đổ chân này. Chống đổ ha. Và một cây bô. Mâm thì sơn lại màu xanh. Rồi. Đăng ký 2016, em đang giảm xuống 68 triệu. 68 triệu ha. 68 triệu. Ok bạn nhé. Trung bình. Rồi mình sẽ lên bên trên. Trên này thì còn một số cái mẫu xe to hơn. À, chiếc bên này thì có Triden này. Triden 660. Triden 660. 2022. Có đẹp luôn em ạ. Con này đi có 600 cây thôi. Nên là cũng là siêu đẹp luôn. Mới, rất là mới. Nó bán là 205 à.
205 triệu ha. 70 Tây Ninh. Nói chung là xe này như zin nguyên bản luôn à. Đó, con này độ là chơi full. À. Nó lên cái gù này. À lên gù à. Chúng độ này. Úp này. Rồi. Okay. Quick ship này. Toàn bộ là đồ chính hãng của Chum hết. À rồi. Tay dắt. À, mà lên mấy sơ đồ sơ sơ nên rồi, chắc cũng nhiều tiền đó. Chục ấy. Đồ của châu Âu nó rất là đắt. Rồi ok ha. Xe bên này thì có CB300. À này có CB300 ha. Con này biển 86. Đúng rồi, 2020 biển 86. Em bán 88 triệu. Rồi. 88 triệu còn kiếm ha. Xe zin nguyên bản từ đầu đuôi luôn. Zin hết. Đó, 88 triệu nhá, zin nguyên bản luôn. Rồi, còn bên này và thì có dòng Honda CB500F. À. Chiếc ngoài này thì biển Sài Gòn, đăng ký năm 2019, em đang bán là 115 triệu, đi khoảng 14.000 cây rồi. À, 115 triệu ha. Đi 14.000 cây, 9.000 mai ấy, 14.000 cây. Khoảng 14.000 cây. Rồi, bên này cũng là CB500F luôn. Biển 43 Đà Nẵng. Thành Đà Nẵng nhé. Đang giảm xuống 105 thôi. Còn lên được cây 105 thôi hả? Đúng rồi. Chiếc này là bên này là cao hơn chút xíu ha. Cao hơn. À, con này rẻ hơn này. 105, biển thành phố Đà Nẵng. À, sang tên nó cũng 1% thuế thôi nhưng mà tiền. Có lên một cái bô thôi. Cái bô thôi, nó zin hết rồi. Và trong này có KTM đúc 390. Bên này dòng KTM đúc 390. Con này đăng ký năm 2019, biển thủ đô Hà Nội. Giá đang giảm xuống là còn 90 triệu tròn. 90 triệu tròn ha. Cái dòng này thì đời này thì nó cũng là ABS này. ABS cái đầu đèn rất là ngầu ha. Ra điện. Ra điện sạc tay nắm. Rồi, đủ okay. Nhiều công nghệ lắp, rất nhiều công nghệ. Em chưa tìm hiểu hết. Rồi, cái này thì có Z900. Ở đây có Z9 này. Z9, chiếc này thì cọp hơn. Chiếc này đi có 600 cây thôi. À. Đăng ký 2018 600 cây. Đó, siêu cọp luôn anh em nhé. Cọp, đang giảm xuống còn 220. 220 triệu. Rất cọp luôn. Đi lên là chúng đổ, bô zin. Bô zin ha, để có lên một cái chúng đổ thôi. Siêu cọp. Này thì có... Còn bên này cũng là Z9 luôn. Z900. Con này thì giá mềm hơn. Mềm hơn. Con này lên full, gần như full đồ chơi này. Bắt cầm này, chúng đổ LED. Chúng đổ LED, đèn, chiếu sáng lên bô. Đi 11.000 cân gió. Nó giảm nó còn 180 rồi. Rồi, 180 nhá. Con này còn 180 triệu. Của bên này thì có một chiếc Z8 à. Xe đăng ký 2015. Z800 ABS 2015 lên được chống đồ bô. Z8 trước sau mới thay luôn. 15 ABS. Đi 24.000 cây. Bán 130 triệu thôi. 130 ha, 130 triệu thôi anh em nhá. Cũng là Z8 cái giá này thì giá rất mềm nhất rồi ha. Rồi. Xe này thì có Ducati Monster 795. Con này 795. Chưa có ABS. Đi 19.000 cây. Con này biển 71 Bến Tre. Có lên được chốt chống đổ. Con này em đang bà giảm xuống còn 90 thôi. À còn 90 thôi hả? Đó. Giá là 99 mà giảm còn 90. Giá rất là mềm. Thì có Z650. Hai máy lực nhỏ. Z650. Đi 9.000 cây thôi. Em đang biển 67 An Giang, em đang giảm xuống là còn 129 triệu. 129 em nhé. Con này Odo bao nhiêu nhỉ? Còn mới nhỉ? 9.000 cây. À 9.000 thôi hả? Rất là đẹp. 9.000 thấy còn rất là mới em nhé. Rồi. Lên trên thì có Z1000. Bên này thì còn Z1000. Trên này thì có cả Z1000 đời 2012 Ở đây thì có Z1000 hay bản R đấy, bản R trước đi. Bản R, con này bản R. Con này đăng ký tháng 2 năm 2018. Bản R. Biển 69 của Cà Mau, em đang bán giá hơn 300 tròn. Rồi. Còn 300 tròn luôn. Còn bên này có Z1000 đời đết 26 nên đăng ký muộn, đăng ký 27. Đăng ký 27 ha. Em đang giảm xuống còn 204 thôi. 204, con này 204. Gia Lai. Con này có lên đồ chơi gì không ta? Chống đổ, bô zin móc. Bô zin. Bắt đúng gầm bô rồi ha. Rồi ok. Rồi trong này thì có xe 2015 nhưng đăng ký muộn 2016. Đăng ký 2016 ha. Đang giảm xuống 204 biển Sài Gòn luôn. Cũng là 204 luôn. Con này đi cực kỳ ít luôn. Con xe đi mấy con này thế là bô zin này. Xe rất là cứng. Ok ha. Đi 20.000 thôi. Xe rất đẹp. Bán là 24. 204 luôn. Con 2011 này.
2011. Biển 60 của Đồng Nai. Biển 60 Đồng Nai chưa qua, chưa qua biết đấy nhá. Em đang bán có 130 thôi. 130 ha. Có lên được tay côn, tay thắng của. Rồi, con này trước là trước là 145 giảm đến 15 triệu luôn ha. 15 xả bỏ. Ok ha. Mới là giảm 15 triệu luôn nhé, còn 130 triệu thôi. Dàn áo là sơn lại ha? Sơn lại hết rồi, dàn áo này máy biết là sơn lại hết rồi. Nhưng okay. Máy zin nhé. Những máy zin ha. Đó, ok. Rất là dễ đó. Rồi, thì hôm nay thì cũng có một số cái mẫu xe mới về thôi. Cái lại cập nhật luôn lại cho anh em một số cái mẫu xe phân khối lớn ha. Đó, anh em mà cần thông tin chi tiết hơn về các chiếc xe nào thì mình cứ inbox cái Zalo của anh Phong thì mình có ghi trên màn hình rồi ha. Đấy, cửa hàng thì có mua bán trao đổi tất cả dòng xe. Nếu anh em mà muốn trao đổi hay lên trên xe chiếc xe nào thì mình cứ inbox Zalo nhé. Đấy, cửa hàng thì có ship xe toàn quốc luôn. Rồi thì anh em mà đang xem trên đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông và chia sẻ cho mình sẽ tiếp tục review các mẫu xe khác cho anh em ha. Còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo ha. Rồi ok, xin chào bạn Trọng ha. Chào chị. Rồi ok, thì cái địa chỉ cửa hàng thì mình có ghi dưới phần mô tả với trên màn hình luôn. Anh em mà chưa biết đường thì mình cứ inbox Zalo, cửa hàng sẽ hướng dẫn anh em đến dễ hơn nhé. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em ha.